Chào bạn, tôi là Tuệ An và đây là chuỗi radio Chinh Phục Hạnh Phúc. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau về chủ đề Một người vợ tốt thì phải như thế nào, bạn nhé. Khi đàn ông khôn ngoan kết hôn là khi họ chọn lựa rất kỹ người phụ nữ đó. Họ không đem sự nghiệp, gia đình của mình để giao vào tay người phụ nữ trẻ con, chỉ ưa làm đẹp cho bản thân mình mà không quan tâm đến anh ta. Phụ nữ yêu một người và sẽ cưới người đó. Và đôi khi đàn ông yêu một người nhưng sẽ cưới người khác. Khi quyết định yêu ai, hầu hết phụ nữ đã quyết định đi đến hôn nhân với người đàn ông đó, được chung sống bên cạnh anh ta, được sinh cho anh ta những đứa con kháu khỉnh. Với đàn ông, bạn đừng thấy lạ khi đa số hầu hết họ yêu chết mê chết mệt một cô, nhưng lại cưới một cô khác, dù rằng trong tim anh ta vẫn luôn yêu người mình không cưới. Đơn giản, người đàn ông chọn bạn đời dựa trên việc so sánh hai yếu tố cần và đủ. Thứ nhất, đó là yếu tố cần. Họ cần một người phụ nữ biết làm vợ, biết lo cho chồng. Chẳng phải bạn từng nghe khi còn bé con trai là những cậu nhóc, khi lớn lên con trai chỉ là những cậu bé to xác. Đàn ông bản lĩnh là thế, nhưng họ biết làm nũng, biết dỗi y chang một cậu bé đấy nhé. Họ cần một người phụ nữ biết làm mẹ của con họ. Họ cần một hậu phương vững chắc để họ yên tâm xây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình, đặt gia đình lên trên bản thân mình. Thứ hai, đó là yếu tố đủ. Những người phụ nữ với sự tinh quái vừa đủ sẽ khiến người đàn ông yêu điên cuồng. Đàn ông yêu một phụ nữ có đủ sức hấp dẫn để khiến họ cháy hết mình trong tình yêu. Đàn ông yêu một phụ nữ có đầy đủ các yếu tố dịu dàng, e ấp mà cá tính để khiến họ bất ngờ, thú vị, đi từ cảm xúc này qua cảm xúc nọ. Đàn ông yêu một phụ nữ đôi khi chẳng cần vì lý do gì, chỉ cần biết là họ yêu, thế là đủ rồi. Đàn ông có thể yêu phụ nữ đẹp hoặc nũng nịu như con mèo con, cá tính mạnh để tạo nên gia vị của cuộc sống, hoặc yêu người phụ nữ bướng bỉnh để có được cảm giác chiến thắng khi chinh phục được nàng. Sự lựa chọn này sẽ mang đến cho người đàn ông hạnh phúc, nhưng người vợ của họ sẽ thiệt thòi. Đơn giản, họ là vợ nhưng không có được tình yêu của người đàn ông, không trọn vẹn. Người vợ sẽ không có được sự lãng mạn, sự quan tâm, sự cháy hết mình trong tình yêu của người chồng. Nếu bạn là chồng, hãy nghĩ xem người vợ của mình có xứng đáng có được tình yêu của bạn hay không. Nếu may mắn, người đàn ông sẽ tìm được người phụ nữ vừa có điều kiện cần và đủ mà anh ta mong muốn. Nhưng cuộc sống chẳng cho ai hết, mà cũng chẳng lấy của ai tất cả bao giờ. Khi đàn ông khôn ngoan kết hôn là khi họ lựa chọn rất kỹ người phụ nữ đó. Họ không đem sự nghiệp, gia đình của mình để giao vào tay những người phụ nữ trẻ con, chỉ ưa làm đẹp cho bản thân mình mà không quan tâm đến anh ta. Họ không thể yên tâm giao những đứa con tương lai cho một người phụ nữ không biết yêu trẻ con và không thể hiện được rằng đó sẽ là người mẹ tương lai tốt, hy sinh cho con. Vì vậy, đừng trách đàn ông bạc tình. Có trách thì trách sao mà khôn ngoan thế.
có thể tỉnh táo để chọn lựa, trong khi phụ nữ yêu là trao cả con tim, cả linh hồn, cả cuộc sống. Có lẽ bạn chỉ nghe, đằng sau người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng của những người phụ nữ. Hay đằng sau người đàn ông thành công luôn luôn có bóng dáng của một người phụ nữ mà thôi. Nhưng tôi nói, phụ nữ đóng góp vai trò không nhỏ trong cả thành công và thất bại của đàn ông. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra cho bạn, nếu bạn là đàn ông và đang nghe những điều này, phía sau đàn ông luôn có bóng dáng của phụ nữ, nhưng người phụ nữ đó có hạnh phúc hay không? Người đàn ông bôn ba với chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ chăm lo cho các mối quan hệ làm ăn của mình ngoài xã hội, với mong muốn lo được cho người mình yêu, cho người vợ đảm đang của mình được hạnh phúc. Họ ít về nhà mà bận bịu với những chuyến công tác xa. Họ thường xuyên dùng cơm với đối tác mà quên mất người đầu gối tay ấp của mình đang mòn mỏi chờ chồng về ăn cơm. Chẳng ai trách người đàn ông khi họ làm như vậy, vì họ lo cho cuộc sống của gia đình. Lý do đó rất chính đáng. Nhưng đến một ngày, khi bạn, một người đàn ông, một người chồng trở về nhà mà không có bóng dáng của người phụ nữ thân yêu ra mở cửa, bạn có hối tiếc vì đã không dành nhiều thời gian cho cô ấy không? Khi người phụ nữ không bao giờ xuất hiện trước mặt bạn nữa, vĩnh viễn rời xa bạn, và bạn không bao giờ có cơ hội gặp lại, được nói những lời yêu thương, thì những gì mà bạn làm, những gì bạn phấn đấu cho cuộc sống của hai người còn có ý nghĩa không? Bạn đã mất đi mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Hay là kiếm một người phụ nữ khác để phấn đấu cho người ấy? Hãy quý trọng và nâng niu những gì mình đang có. Hy vọng bạn đừng quên, người đàn ông dù thành công trong sự nghiệp của mình, nhưng không thể đem lại hạnh phúc chỉ cho một người phụ nữ mình yêu, thì đó cũng là một người đàn ông thất bại. Trong thời buổi này, không phủ nhận rằng vật chất, chuyện cơm áo gạo tiền là quan trọng, cũng chẳng còn nhiều cô gái tin vào một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nhưng bạn có thể tin rằng hầu hết phụ nữ vẫn luôn nhạy cảm, và điều họ cần chính là tình yêu, sự quan tâm, yêu thương của bạn. Nếu bạn dành cho cô ấy những điều đó và khiến cô ấy cảm nhận được, thì dù chân trời góc bể nào, gian nan ra sao, nàng vẫn sẽ song hành cùng bạn. Còn nếu bạn không làm nàng tin tưởng, thì nàng sẽ chẳng thể hy sinh tình yêu cho một người mà nàng không tin. Ngay cả bạn còn không dám làm việc với một đối tác không đáng tin, thì huống chi đây là cuộc đời của một con người.